Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy họ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm đắng trong tay, và nếu uống phải chất độc thì không bị hại. Họ đặt tay cho những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông ra đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe qua đoạn trích lời bộc bạch của Thánh Phaolô trong sách Công vụ Tông đồ. Chính Ngài đã nói lên tất cả sự thật về quá khứ của mình. Một quá khứ không mấy tốt đẹp, với bao nhiêu tội lỗi, nhất là việc bách hại các Kitô hữu tiên khởi với chứng minh thư do các thượng tế và giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời đó cấp cho. Có thể nói như ngày hôm nay, Phaolô là một tội đồ của Kitô giáo, là người mà khi các Kitô hữu nghe thấy tin chắc phải run sợ, vì ông đã đi bắt tất cả từ già đến trẻ, không loại trừ ai, điệu về để nhốt ở Jerusalem. Nhưng trước ánh sáng của Đức Giêsu phục sinh, Phaolô đã nhận ra mình, nhận ra những điều sai trái mình làm, những hành động hung hăng bắt bớ và giết chóc các Kitô hữu ấy. Với biến cố ngã ngựa và ánh sáng của Đức Kitô phục sinh đã làm Ngài nhận ra điều sai trái ấy, và từ đó Ngài trở thành môn đệ tuyệt vời của Thầy Giêsu. Chúng ta có thể nhận ra gương mặt và cách sống của Thánh Phaolô trong những lời bộc bạch tâm sự của Ngài nơi các lá thư mà Ngài gửi cho các giáo đoàn về chính thân phận của mình trước và sau khi theo Đức Giêsu. Mừng lễ Ngài ngày hôm nay, Thánh Nhân đã cho chúng ta một gương sống, một mẫu gương sống tuyệt vời. Ngài sống mỗi ngày một cao thượng hơn. Khi gặp nguy hiểm, Người luôn chiến đấu với niềm vui và phấn khởi. Ngài nói: Tôi đã quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Khi gặp nguy hiểm và bị lăng nhục, Người lại vui mừng viết như thế này: Tôi cảm thấy sung sướng khi mình bị yếu đuối, khi bị sỉ nhục và bắt bớ. Khi bị âm mưu hãm hại, bị đánh đòn, bị lăng nhục và nguyền rủa, Người xử sự như kẻ mừng chiến thắng khải hoàn và thu được nhiều chiến lợi phẩm. Người hãnh diện và tạ ơn Chúa vì tất cả những điều khó khi Ngài ra đi loan báo tin mừng mà Ngài đã gặp phải. Ngài chấp nhận những nhục nhằn tủi hổ vì rao giảng tin mừng. Thánh Phaolô chỉ sợ một điều là làm mất lòng Thiên Chúa, chứ chẳng sợ bất cứ điều gì khác. Và như thế, khi hưởng tình yêu của Đức Kitô, Ngài cho mình là hạnh phúc hơn tất cả mọi người. Nỗi đau của Thánh Phaolô là bị tách rời khỏi tình thương của Đức Kitô, và Ngài cho đó là hỏa ngục, là hình phạt duy nhất
là khổ hình triền miên không sao chịu nổi. Qua con người của Phaolô, tôi mời gọi mọi người hôm nay khi cử hành thánh lễ tại đồi chứa lòng thương xót, chúng ta nhận ra quyền năng, tình thương, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong thư Galat, sau khi nói về một quá khứ tội lỗi của mình và biến cố trở lại để làm tông đồ, thì mọi người đã nhận ra rằng người trước đây bắt bớ chúng ta bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông muốn tiêu diệt. Và Thánh Phaolô viết: và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa. Thì ra khi một người tội lỗi trở về với Chúa, khi từ bỏ những điều xấu để làm điều tốt, bỏ tội lỗi để nên công chính, thì mọi người nhận ra đó chính là quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa đã ban cho đương sự để họ hoán cải tội lỗi, để rồi mọi người nhìn thấy họ để cùng tôn vinh Thiên Chúa. Hôm nay mừng lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, chúng ta cùng nhận ra quyền năng, tình thương, sự thương xót và tha thứ của Thiên Chúa trên mỗi người chúng ta khi chúng ta phạm tội. Chắc chắn trong đời sống của mỗi người đã nhiều lần chúng ta đã bị ngã ngựa vì chúng ta tội lỗi, ngã ngựa vì chúng ta làm điều xấu, ngã ngựa vì chúng ta bỏ đi căn tính Kitô hữu của mình. Những lúc như thế, Đức Giêsu Kitô đang chiếu sáng trên chúng ta ánh sáng và ân sủng của Ngài, để chúng ta bỏ đường tội lỗi mà trở về nẻo chính đường ngay, bỏ tính hư nết xấu mà trở thành con người tốt lành. Ý thức về căn tính của mình là Kitô hữu, để chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót và nhân từ mà tôn vinh Thiên Chúa đã thực hiện những việc lạ lùng nơi mỗi người chúng ta như Ngài đã làm nơi Thánh Phaolô hôm nay. Xin cho chúng ta luôn tín thác vào Chúa, trao tất cả con người chúng ta cho Ngài, để Ngài uốn nắn, sửa dạy, hướng dẫn và làm cho chúng ta nên khí cụ tuyệt vời mà sẵn sàng loan báo tin mừng cho mọi người xung quanh, mà Thánh Phaolô trở thành mẫu gương khi Ngài trở về với Thiên Chúa. Xin cũng phó thác mọi đau khổ của thể xác và tinh thần của chúng ta cho lòng thương xót của Thiên Chúa, để Ngài chữa lành, ban ơn và hướng dẫn mỗi người chúng ta. Amen.